Con chào các cô. Cô ngày ngày cô đi lấy tôm này bán. À dạ. Lại chơi. Chúng ta về. Như kiểu nâu nâu gặp nhau như chị em á. Trước cửa nhà cô này. Bên cạnh ở đâu? Hải Dương. Trung Quốc gọi là phù thầu. Phù mẹ chồng, à lên mẹ vợ đó. Xin đó. Các chú người Trung Quốc ăn trứng vịt nộm không được. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã trở lại với kênh YouTube Vương Khang. Hiện tại Khang lại tiếp tục cái chuyến du lịch bụi ở bên khu tự trị Choang Quảng Tây. Nay Khang đi tham gia một cái buổi họp mặt người Việt ở Trung Quốc quý vị ạ. Đặc biệt là những người phụ nữ Việt Nam mình lấy chồng ở Trung Quốc ở khắp nơi. Hôm nay sẽ tập trung lại ở Giang Bình để ăn uống cũng như là để trao đổi, hỏi thăm nhau. Và cái điều đặc biệt là Khang sẽ lấy xe và đi xuống đó để hỏi thăm về một số người Việt mình đi những năm 80-90 ấy, mất tích ấy, ở Việt Nam mình nhờ gửi gắm đó. Thì Khang sẽ hỏi trong cái bữa họp mặt này xem có thấy không. Chủ yếu vẫn là tham gia bữa họp mặt cho vui và cho quý vị xem là họp mặt ở Trung Quốc có khác gì so với các nước khác hay không. Đi theo quý vị nhé. Con chào các cô. Chào cô. Ni hao. Đồng quá quý vị ạ. Khang đang di chuyển vào nhà cô Hợp để tham gia một cái buổi họp mặt rất là đồng các cô chú. Các cô mà lấy chồng Trung Quốc ấy, hội tụ này đây. Cái bữa này là Khang cảm ơn cô Hợp đang tác động, đang giúp đỡ Khang để Khang có thể gặp gỡ được nhiều người Việt hơn. Nó chạy rốt đi, nó không biết đường. Em bỏ trứng vào cho luộc trước đi. Dạ, con bỏ đây. Đấy, cho hẳn trong đây quý vị ạ. Nhà cô Hợp có chỗ này bỏ xe rất ngon. Ok luôn. Cái chỗ này nhà mình luôn à chú? Cái chỗ này bỏ thoải mái à? Cái chỗ này là chỗ nhà mình nha. Đấy, đây là chú hôm bữa là chú là chồng cô Hợp với quý vị. Mọi người khen chú quá. Bảo cho chú vui tính. Đấy. Này đồng lắm quý vị ạ. Cô Hợp thì đang mua cái gì? Đang mà đem mấy cái tôm bên kia. Và bây giờ Khang không lên thuyền nữa, đi xuống đây tham quan. Đây là bếp nhà chú à? À, bếp đấy. Dạ. Ngày xưa là cô chú ở đây à? Đấy, ngày xưa là cô Hợp này là ở đây đấy. Dạ, ngày xưa là cô Hợp với này chú ở đây. Ở đây. Dạ. Làm tháng đấy 9 năm là làm 9 năm làm cái nhà này. Làm nhà này là nghe cô bảo hình như hết 7 vạn. Không phải. Có 12 vạn đấy. 12 vạn. Ôi giời, cũng bằng Việt Nam luôn đấy. Việt Nam xây ở nhà này chắc hết 300 triệu, 400. Vạn à. Dạ. Thôi chú nên tiếp khách đi để con vào đấy tí nhá. Vâng. Đây. Cho quý vị thấy là đầu tiên là cái rau ở đây này. Rau ở bên Trung này nó to hơn rau Việt Nam mọi quý vị ạ. Rau Việt Nam mình đấy. Rau Việt Nam à? Sao lá nó to thế? Ôi giời, hôm nay ăn toàn đồ Việt không quý vị ạ? Sang Trung Quốc ăn toàn đồ Việt không? Dạ. Đây vào bếp này. Này nếu mà trứng lộn đấy. Có lộn chồng lộn không? Chưa luộc mà, luộc hết đi cô. Luộc ăn hết bữa này đấy. Thì con bảo măng giò, măng trứng lộn. Có thơm nó chán được mùi có ít. Thì đâu có biết trứng vịt lộn. Ở bên này trứng vịt lộn người ta ăn khác ở bên Việt Nam quý vị ạ. Việt Nam là chỉ ăn một tí rau răm thôi, bên này ăn cả rau sống. Đây có hàu này. Bún phở này. Cô Hợp đang đi mua tôm ạ. Học mua tôm á. Đây, ra đây, mua tôm á, hai chữa tôm á. Dạ. Cô Hợp mua tôm. Mới luộc mà luộc trứng thì luộc thế nào được quá. Cô cái tiền chỉ luộc. Cô cần rửa không? Đưa em đấy rửa cho này. Đưa Huy rửa cho. Đấy, cái này luộc nó mua nhiều tôm. Nhưng mà đây có tôm này anh. Mà sao cô đang đi mua tôm với ta? Đi mua tôm á, biết. Cô đang mua cái loại tôm đen đen nhỏ nhỏ ngón tay này. Cô bảo là tôm biển này. Mà đây. Cho quý vị vào đây xem một tí. Cô ơi, cái món mình đang nấu đây là món gì không? Món này để tí nữa ăn phở. Ăn phở, à đây nước phở. Dạ. Bà. Không có điện. Hôm nay ăn ngoạt đó ba. Nó mang bật điện lên. Chảy đi bật điện chút nhà chị. Con đây có tôm hay cô Hợp? Tôm à? Đây có tôm à? Đây, tôm luộc đây. Tôm này to, tôm này nhỏ tôm mà. Tôm này to lại tôm, tôm này đây lại tôm đây, nó có luộc không? À dạ. Tôm này còn ăn là hết không? Tôm này là một tô con là 100 một cân. Cô chưa, cô ngày ngày cô đi lấy tôm này bán. À dạ.
Tôm này nếu mà nói là 100 100 đồng tiền chung á. 100 tiền chung một cân này. Ôi trời ơi, vậy là tính ra 300 mấy tiền Việt Nam. À. Tôm này đắt vậy. Tôm sạch bằng 600 mấy. Nếu mà thế thì đắt gấp đôi gấp ba lần. Đắt hơn nhiều luôn. Tôm hơn một tí trong cái tôm cô luộc rồi đấy. Vậy là con tôm này là 120 đồng một cân. 200 tệ 1 kg quý vị ạ. 200 tệ 1 kg mà ra tiền Việt là 700 kg một ký ấy. Cô ngày ngày đắt này. Tôm này đây, ngày ngày lấy tôm này. Tôm này bé luôn à, nhưng mà đắt nhỉ. Ngọt lắm à. Bên Việt Nam, bên Việt Nam rẻ hơn. Đây cho quý vị, đây cô đã chuẩn bị tôm này rồi này. Bên Việt Nam có tôm như này đâu. 220, 230 nhá mấy. Ừ, hơn 200 thôi. Cái này đây bao tiền cân đấy. Ô, cô thích ăn món bánh mì này à? Hai chữ tôm, tôm hoa như này, cái con này nhất to, giống cái tôm đấy thế là 120 hoặc 120 cân, còn cái trắng, tôm trắng thì 70 đồng một cân. Thôi cô đi xử lý, con nó nhảy lung tung ấy. Ôi, tôm hoa đắt, 70 đồng một cân thì vẫn đắt. Đắt à? Hôm nay là cái bữa tiệc này là tiệc gì đấy cô? Không phải là tiệc gì đâu, mấy chị em bảo xuống đây em lại chơi. Chúng đang bình thì bảo đi mua quần áo đi chơi nhà gì cả. Tí nữa vậy là các cô lên trên chợ Quốc Mậu mua đúng không? Không, chợ Giang Bình đây này. Chợ Giang Bình này. Còn con tưởng đâu lên trên. Còn chị nào ở trên là số. Còn đi Giang Bình. À còn đây lên là số 30 cây số. 30 cây. Hiện tại thì trời đang mưa rất là to. Khang thấy các cô rất là vui vẻ quý vị ạ. 1 2 3 4 5 cô. 5 cô mỗi công việc. Nói chung là các cô rất là gọi là như kiểu nâu gặp nhau như chị em á. À, rất là nhiệt tình luôn. Sang vào đây châu. Đấy. Ôi trời, mưa lắm quý vị ạ. Khang định đứng ở kia xem mà mưa lắm, không đứng được. Cô đang chàng cái quả trứng. Chàng cái quả trứng xong là luộc trứng và luộc tôm quý vị ạ, hai món nữa. Ok, cái này chưa bật mà cô, bật chưa? Này bật chưa? Bật điện. Bật đâu? Ô, nãy giờ không bật điện. Ô, chưa cắm điện vào. Nấu mấy mày chồng. Cái này ấy, không phải 40 phút đâu mà 4 tiếng ấy. Nấu cái này cái còn chúng mình cái đồ cục cho nên 2 phút, 3 phút, 9 là trình máy để tới nhà. Cái bếp này nhanh quý vị, bếp này biết từ. Cô mua cái bếp này bao nhiêu tiền? Cái bếp này 500 Nhật Trung Quốc. Cái này á? Ồ, cũng 1 triệu mấy đấy quý vị ạ. 1.7 triệu 8. Cái cổ cọc ở trên kia một triệu mấy cân đúng không? Cọc 2 phút đồng hồ, quay cọc 10. À, cái đó là nó vi sóng là bấm 10 vào. 10 phút là được ăn quay. Nhà cô nấu ở dưới là ít cổ nấu cho người thì mà ít nấu là những nó cho vào cái diễn về là cho vào kia cọc mấy phút là ăn. Đấy thì chia sẻ cho quý vị đây là những cái bếp của nhà cô Hợp. Nói chung là nó cũng không khác gì Việt Nam đâu quý vị ạ. Bếp từ này, bếp ga này. Còn có một số gia đình thì người ta vẫn dùng cái bếp củi như nhà cái cô gì hôm bữa càng quay càng quên này. Quý vị có thể thấy thì hiện tại ở khu vực này trời đang mưa. Phía trước nhà cô Hợp đây là những cái bức tường gọi là độc đáo ở bên Trung này. Người ta xây như kiểu này quý vị nhá, là hai nằm một đứng ấy. Bên này thì có rất là nhiều những cái cây, cái trái người ta gọi là cái trái du ra đất kìa. Ở đây rất là nhiều. Nhà cô thì nhìn cái mặt tiền rất là rộng nhưng bên trong nhà thì nó khá là chật quý vị ạ. Và bên trong nhà như thế nào mời quý vị cùng Khang vào trong tham quan nhé. Đây, trước cửa nhà cô này. Hôm nay thì rất là đông. Ở dưới kia thì các cô đang nấu cơm, 4-5 người ạ. Trong đây thì có mọi người đang ngồi nói chuyện là mình vào nhé. Đây. Cô. Chào con. Cái gì đây? Cô cũng ở đây luôn à cô? Cô ơi, cô không biết nói à? Cô biết nói tiếng bọc bà. Màu xích cỏm, màu xích thang. Đây thì có cô kia thì hôm bữa các bạn biết rồi. Đấy là cô ở Hà Cối nhỉ? Đây cô Hà Cối. Cô Hợp ở Thanh Hóa. Cô bên cạnh là ở đâu? Hải Dương. Dạ. Cô bên này. Cô này là Hải Dương. Cô Hải Dương luôn. Đó, hôm nay rất là nhiều người Việt Nam mình luôn quý vị ạ. Còn cô ở trong đây con có móng cái hay còn cô là ở đâu? Móng cái. Dạ, tất cả móng cái luôn ạ. Dạ. Vậy là móng cái là ở chỗ nào móng cái nhỉ? Con ở móng cái mà. Cây số 12 móng cái. Cây số 12. Dạ, phía trên nữa. Cái con ở đây là lấy cái chỗ đấy đi để đấy thôi.
Đấy, đàn đồ là đàn đồ là trên đấy là xem cái này đi xong đấy thôi 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 có gì mà bỏ chồng lên nữa được ngồi xung quanh nữa được à, đưa, đưa, nhảy đưa, 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 đưa. Rồi xem đấy anh xem gì xem đấy được rồi anh thoát rồi đấy thoát rồi đó thì bây giờ là các cô chú đang à không không con hoa nè các cô chú đang dọn dẹp để chuẩn bị lên mâm. Hôm nay được xuống đây chơi ăn ké các cô chú. Nhiều quả nho. Nho. À, à. Trung Quốc gọi là phù thầu cháu. Phù thầu cháu. À. Đấy. Quý vị thấy không? Cứ vào nhà. Vào nhà cô Hợp nếu có gì là chú mời hết. Phù thầy cháu. Phù thầy cháu. Phù thầy cháu. Phù thầy cháu. Phù thầu cháu. Dạ. Chú ngâm cái này được bao lâu rồi? Có được 6-7 năm rồi. 6-7 năm rồi? Ừ. Ôi giời, giờ uống không biết uống được không? Đúng là 6-7 năm là khá lâu rồi. Đây, bây giờ mình... Đó. Quý vị nó sẽ cho bạn này lên. Wow. Vậy là rộng thoải mái luôn. Đó quý vị. Chú người Trung Quốc đấy rất là chịu khó, rất nhiệt tình quý vị ạ. Đó, các cô. Đây, đây là món đầu tiên quý vị ạ. Đây là món tôm biển. Giá trị của nó rất là cao quý vị nhé. À. À, Huy đang bưng cái món đó là món tôm tôm thường thôi. Tôm thường thì rẻ, tôm kia đắt. Đó, Khang hôm nay ăn chân phụ trách quay phim với quý vị ạ. Quay phim cho quý vị ăn xem một cái bữa tiệc, một bữa cơm của những người Việt mình hội ngộ với những người Trung Quốc, những người dân tộc Kinh. Đấy, cái chai rượu quý vị ạ. Cái này là rượu sữa. À, cái chai này chai trắng trắng à? Chai này là sữa. Sữa à? Con tưởng nó rượu. Không. Hôm bữa con nhậu ngoài đình như này, các chú ở người dân tộc Kinh ấy mời con trai đấy, mời nhiều lắm. Cứ mời cái trăm trăm mà. À, nước sữa à? Trời, con tưởng rượu ấy, uống ngọt ngọt. Cái chai này cũng không phải là rượu à? À. Đúng rồi, sách cháu nó học ấy. Rồi, tiếp theo đó là cái món thịt không nhục quý vị ạ. Thịt người ta hầm mềm á. Đây là một cái món rất là ngon ở bên Trung, món thịt không nhục. Cái món giò. Giò. Rồi, giò. Ôi trời ơi, nhiều lắm quý vị ạ. Này, bên này nước cam, coca. Cô Hợp cô đang chuẩn bị đũa. Ở bên này đũa sẽ ăn một lần, bát ăn một lần quý vị ạ. À, nhà cô có một cái dàn có mấy cái quả bí này quý vị này. Nhưng mà mình thấy hơi buồn cười một tí là cái trái bí này thì nó dài thòng này. Và trái bí kia thì nó tròn vo. Khó hiểu thật. Đâu, phải 40 cơ. 40, 50 cơ. Ờ, tại vì con đi mả nù rồi, nên mả nù con lên trên mả nù rồi, là khoảng đâu 30-40 cây rồi, nên trên nữa nó mới là số cơ. Khoảng 4, 70-80 cây đó, nằm cỡ đấy đó. Ô, mưa to rồi. Dạ, vẫn nhà. Hai chị em mà lên đây qua, còn bọn nhà này hôm nay bắt đầu lên. À, mới lên đây. Ờ, vậy cô là lên từ hôm qua rồi? Đâu, hôm nay hôm nay mấy chị em tất cả lên. À, dạ. À, con hỏi này, ở trên là số đấy nó có giống trên bản nù không?
Không, không cần má lú. Nhưng mà có giống vậy không? Phố phải đồi núi nhiều vậy không? Không, má lú là nhiều đồi núi hơn. À, là số này ít hơn. Là số nó ít đường, nó ít đường núi. À. Cô tên gì nhỉ? Tên là Hoan. Cô Hoan. Cô Hoan vậy là lấy chồng bên này lâu chưa? Lâu rồi, hai mấy năm rồi. Hai mấy năm rồi. Lên mẹ chồng, à lên mẹ vợ đó. Già cô, thôi. Cô có mấy người con? Con nó cháu rồi. Cô mấy người con? Ba đứa. À. Cô xem cái này là hai mấy năm rồi, thôi luôn. Hai mấy năm đó, già đó. Nhưng mà mình lấy chồng ở bên đây nhá. Mà ơi, theo bên nhà bà mẹ chồng ấy là lên cụ vớ. Cụ rồi. Cháu còn cụ đúng không? Cháu còn bà còn cụ đúng không? Cô Hoan về là cô người ta ngày xưa mai mối hay như thế nào mà cô biết nên là xuống lấy chồng à? Mai mối à? Thì đi với chị em cùng Việt Nam nó sang đây thì chả nhớ đấy. Ngày đấy có yêu chú không? Hả? Có yêu chú không mà nãy? Yêu chú gì? Có yêu chú chồng của bà cô ấy. Có hả? Con gái sang đây lấy chồng á, chứ không phải bà chồng đâu á. Sang đây có người đưa người đó là ngôi, biết gì là ngôi. Không có đăng ký thôi nhưng mà có người đưa đến đó chứ không như những người khác mà tận châu tận cả nghĩa sang. À. Ôi giời, xe khách nhà mình nhá. Sang đây bao năm rồi không nhớ rồi, hai mấy năm rồi cô, lâu nhỉ. Hai bốn năm rồi đó. Vậy là cô sang năm chín mấy nhỉ? 97, 98. Là quê ở Việt Nam ngày xưa là cô ở tỉnh nào? Lúc của cô đi ở tỉnh nào? Hải Dương ạ, cô Hải Dương. Đó Hải quý vị. Thì đây là một cô ở Hải Dương. Hỏi thăm cô một chút. Được rồi, cô ở Hải Dương. Ui, chín quá đúng luôn à. Bà kho. À, đây là cô người Việt này. Cô ơi, vào ăn cơm. Được rồi, ăn đi, cơm việc ăn đi. Cô người Việt đấy. Nhà mấy chỗ này một xe lồi. Hai bao, bốn suất tăng khi đều. Hai bao. Ghét cái mặt. Từ tối đến sáng thì cho đánh điện nó thưa, bây giờ nó lại phất bánh, không nhận chị em nữa. Chị em nó lại nhận làm gì? Cô đó là cô người Việt đấy, hình như là quê ở đâu nhỉ cô nhỉ? Quê nó ở Móng Cái đấy ạ. Móng Cái luôn, cô lấy chồng. Nó có cái tính vậy, chị em lại chơi có lâu 3-4 thôi ở sân Lan gọi nó lại đâu. Kìa. À, còn bây giờ mọi người ở trong này đang chuẩn bị ăn cơm rồi quý vị. Ờ, Huy đâu? Tốt rượu. Để vào đây, vào ngồi đây. Ngồi vào đây, vào uống rượu đi. Vào chỉnh bi chiểu ơi. À, cái chỉnh chiêu. À, chú mời đây, chú mời. Mày vào đây ăn trưa đi, mấy vừa quay. Vào đây. Đi vào đi. Có rượu đây anh Trương ơi. Bán vào đấy. Cho khí thế nên mấy ly rượu cho nó. Đấy. Anh chuẩn bị, tất cả mọi người đang chuẩn bị ăn này các bạn. À, rồi. Ngồi đây, ngồi đây. Đấy. Vậy thì, cú vào đây. Người chứng tốt, chứng vui. Đấy, anh Trương ngồi sang bên này, anh Trương này để cho cô ngồi đấy. Anh ngồi đây này, sao để cô ngồi đây được rồi. Đó. Ngồi đi. Đó. Không, vậy là vừa rồi. Đây, ông ngồi cho mày.
cô đang bảo cô nên nấu ấy. Đấy, không lấy nó một tô với lại lấy mấy quả trứng ấy, cho bé nó lên rồi nó rộng ấy. Thế bây giờ đó, giờ các cô chú đang lên máy quay này. Mọi người vui lắm. À, cô biết hát giọng cổ à? Đấy, hát giọng đấy là giọng gì cô? À, đêm canh hào. Cô có hát biết giọng gì, cái ca trù ca cổ gì không? Anh ngồi đây anh chưa? Ngồi đây. Đấy, đúng không? Cô Hoan có phải chơi điệu nho với chịu ấy. Cái rượu cam không được à? À, uống rượu cho nó ấm nhỉ. Đấy, không. Đây bát đây rồi cô. Đây bát ở trong đây em muốn cho anh biết rồi. Đây đi. Ôi, cái gì đó. Đây. Đấy, anh Trương đang hỏi chồng đâu thì bên cạnh đấy là chú là chồng của cô Hợp đấy. Anh ơi. Nhà cho mình nghèo thôi nhưng mà nhà chồng là nghèo thôi nhưng mà vui lắm. Lúc nào vui nhỉ? Vậy là thoải mái rồi. Lấy chồng thời gian thì vui rồi. Nhà chồng thôi mà lúc nào có bạn đấy. Ừ. Nhà nhà chồng. Đó, quý vị đứng ở đây để thấy toàn cảnh luôn. Đồ đi. Đi, à quên. Đâu, anh Dương hô đi. 1, 2, 3. Dô, 2, 3. Việt Nam mình đi đâu cũng phải rô vậy quý vị, rô vậy mới vui. À, sung. Quý mày rót cho anh đi chứ. Đấy, cho anh chị đi. Không, chưa, chưa được, chưa được. Đấy. Các cô thử cái món đấy xem. Cái món này hình như của Việt Nam mình đấy. Mất rồi. Ý là người Việt Nam bán mà nhiều khi của Trung Quốc ấy. Nằm của Trung Quốc. Con mua ở trên đây. Không, con từ từ, con chưa xong, con uống hết cái này con ngồi. Đấy, uống cái này. Anh Trương đang giao lưu với hai cô. Ơ, cô bên cạnh là cô Hoan rồi, cô bên cạnh là cô tên gì nhỉ? Hoan. À, cô á. Cô đây là Hoan Vũ Thị Thuận. Thuận. Quê Thanh Hóa. Quê Thanh Hóa. Đây là cô Thuận ở Thiều Công Thanh Hóa quý vị nhé. Cháu là lên Vũ Thị đó. Dạ. Dạ. Dạ vâng, cô cứ ăn đi tí nữa, con họ hỏi gì nữa. Dạ. Thằng kia mày có chung à? Cô Hoan đó. Quý vị thấy không? Các chú người Trung Quốc ăn trứng vịt nộm không được. Ơ con hỏi này, chú sợ trứng vịt nộm à? Không ăn được à? Không ăn quá. À, không ăn bao giờ. Đó, quý vị nhá. Thì ở bên này các chú bên Trung Quốc là ăn trứng vịt nộm không quen đâu. Việt Nam mình. Đại dân miền biển này không có thịt gà đâu, có mình tôm. Có đây chú này là chú bên Trung. Chú đây cũng bên Trung nhưng mà đều là người dân tộc Kinh, cũng biết nói tiếng Việt là cũng như người Việt Nam mình thôi. Nhưng mà cái món ăn thì không ăn được món trứng vịt nộm. Còn đây còn lại là tất cả đều ăn được hết. Trứng vịt nộm là món rất là ngon. Trung Quốc cũng nhiều người ăn mà. Dạ. Đó là cái ẩm thực rất là khác quý vị nhé. Ở bên này, à bên này có một cái món này là cái món gì cô nhỉ? Không nhục đúng không? Không ạ. Vậy không phải không nhục à? Không phải không nhục. Nãy giờ con cứ bảo với này khán giả là cái món không nhục. Không nhục người ta phải làm bằng thịt ba chỉ. À dạ. Quay vàng mật ong rồi. À, con lại cứ tưởng cái gì mà kho mềm nằm mềm nó gọi là không. Không phải. Chân giò rim quý vị. Chân lợn.
đến lợn nằm mềm quý vị. Chân giò là giờ mình nấu cái mắm đấy. Giờ này có cô mới vào, chắc ngài phải nâng ly cái đấy nhỉ. Không say không về. Mày lại khóc giận chí lắm rồi. Tức thôi, ông này đúng đi mày, bố sẽ lồi rồi. Đi mày sẽ không sẽ lồi đâu. Rồi, để cho có rượu ấy được đấy. Người ta nấu ăn gì rồi. Bố tứ, không việc gì đâu. Đúng rồi, ăn no đi. Nhưng mà nhìn bà, rốt cái túi cuối này mà để chúc cho bà. Đây, 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 say rồi. Đi làm không bà, say. Chúc cho một cái đi luôn à. Nhưng mà đừng say ba, có về chồng nó lại chửi của bà nhớ, say ba. Cái đấy của tôi chị ạ. Chị cứ nhai đi. Thế bây giờ còn có răng là phải nhai. Thế phải, có răng này không nhai rồi. Không nhai, có răng nhai em đâu. Đấy, rồi rồi, đấy, bán. Bây giờ này, thôi say lại sau ăn muộn rồi. Chúc các bà mắt mũi mắt, bà không say không về. Bữa nay bà, hôm nay là cửa mạnh 600 mấy tuổi. Đừng, chị đừng nói 600 tuổi. Cứ bà bé anh nhé. Chị ớt cái qua đi lại là phải ô, alo. Chị Hải nhớ bữa nay lại đây chơi là phải mạ xìm. Phải nói, ờ, đến hôm mấy giờ là chị lại mạ xìm. Không được nói kiểu là, không được nói kiểu là không lại. Hôm nay, bảy năm tuổi đi rồi đó. Bây giờ mấy, có bà đâu rồi? Có bà đây. Bây, cơm đây, cơm đây. Chị, cơm này, cơm này của chị. Bà nó phải uống cái này, bà nó phải uống cái này. Bà lấy cái này, hay. Chúc cho bà cái này để cùng nhau chị. Nào, nhé, nào, nhé. Ăn no quên nhiệm vụ à? À, vì lý do video khá là dài nên Khang sẽ chia làm hai phần. Phần 1 và phần 2 Khang sẽ phát tiếp. À, trong phần 2 thì có nhiều những câu chuyện mà Khang muốn hỏi các cô chú ở đây, những người mà Việt Nam mình ấy, mà bị thất lạc ở bên Trung Quốc ấy, sẽ có những cái thông tin như thế nào đó, cách tìm lại người thân cho những người Việt Nam mình. À, mời quý vị xem phần 2 quý vị nhé.